Xin được tiếp tục với các thông tin về nông sản. Thưa quý vị, những năm qua, các vùng chuyên canh cây cà phê lớn ở Việt Nam thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm từ quá trình thải vỏ cà phê. Nhưng từ nay, thay vì là nỗi lo, vỏ cà phê sẽ được tận dụng để chế biến thành trà cà phê, hay còn gọi là trà cascara, với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Quan trọng hơn, nó sẽ mang lại lợi nhuận cao cho bà con nông dân trồng cà phê. Mới đây thì một nhà máy chế biến trà từ vỏ cà phê đã được đưa vào hoạt động tại tỉnh Sơn La, và đây cũng là dây chuyền sản xuất đầu tiên tại Việt Nam, ghi nhận của nhóm phóng viên nông nghiệp 24 giờ. Nhà máy chế biến trà từ vỏ cà phê này có công suất 0,5 tấn trà thành phẩm mỗi ngày. Với quy trình sản xuất khép kín theo công nghệ hiện đại, nhập khẩu từ Colombia, trà cascara được tạo ra từ những trái cà phê chín trên vùng núi cao của tỉnh Sơn La. Quá trình chăm sóc và thu hoạch theo quy trình nghiêm ngặt và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Chúng tôi tạo ra một quy trình tuần hoàn xanh, làm cho môi trường cũng như là trở lên xanh sạch rất là tuyệt vời hơn. Và trà cascara cũng mang lại các giá trị về kinh tế. Rất nhiều nước, các nước khách hàng của chúng tôi đã rất yêu quý trà cascara này ở châu Âu, ở Nam Mỹ, ở Mỹ và ở Trung Đông. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, cả diện tích có hơn 20.000 hecta cà phê. Với chủ trương đa dạng hóa sản phẩm, việc nhà máy chế biến trà từ vỏ cà phê ra đời không những giúp bà con tăng thêm thu nhập mà còn góp phần phát triển thương hiệu cà phê Sơn La. Trong thương hiệu trà cascara đã minh chứng một điều là cà phê nhân, vỏ cà phê, tức là các sản phẩm cà phê đã ra rất nhiều các cái sản phẩm mang giá trị kinh tế cao. Và nó cũng có một phần đó là tăng cái giá trị cho cái người sản xuất cà phê, tăng giá trị cho các nhà máy chế biến và đưa lại cái thu nhập cho những người trồng cà phê. Hiện nay, trà cascara được đối tác châu Âu nhập khẩu với giá gần gấp đôi giá bán hạt cà phê. Các chuyên gia hy vọng rằng trong tương lai, sản phẩm này sẽ giúp thương hiệu cà phê của Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế trên thị trường quốc tế. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý về chăn nuôi thú y. Thưa quý vị, Việt Nam đã sản xuất được vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi, đảm bảo đủ nhu cầu trong nước và xuất khẩu ra thế giới. Tuy vậy, do độ phủ vaccine thời điểm này chưa rộng, trong khi mầm bệnh tồn tại lâu trong môi trường chăn nuôi luôn chực chờ điều kiện thuận lợi là bùng phát thành dịch. Mới đây, tại xã Suối Tân, huyện Cam Lâm của tỉnh Khánh Hòa, vừa xuất hiện thêm một ổ dịch tả lợn châu Phi với 70 con lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy. Theo Ủy ban Nhân dân xã Suối Tân, tổng cộng 3 hộ nuôi có 70 con lợn bị tiêu hủy với trọng lượng gần 3 tấn. Điều tra tình hình dịch tễ tại ổ dịch cho thấy các hộ chăn nuôi lợn chưa triển khai biện pháp đảm bảo an toàn sinh học. Để hạn chế dịch bệnh lây lan, địa phương này đã tiến hành phun thuốc tiêu độc khử trùng chuồng trại, khu vực xung quanh hộ có lợn mắc bệnh, đồng thời thông tin tuyên truyền phổ biến cho người dân hộ chăn nuôi về tác hại của các loại dịch bệnh nguy hiểm của động vật, các biện pháp phòng chống, trách nhiệm của người chăn nuôi trong việc khai báo dịch và thống kê đàn lợn trên địa bàn xã hàng tháng theo quy định. Thưa quý vị, là 9 tháng đầu năm, địa bàn Quảng Ninh xuất hiện một số dịch bệnh trên gia súc gia cầm. Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã và đang phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương khẩn trương dập dịch, tạo mọi điều kiện để thúc đẩy phát triển chăn nuôi trên địa bàn. Ghi nhận từ ngày 26 tháng 4 đến đầu tháng 9, trên địa bàn Quảng Ninh xuất hiện dịch tả lợn châu Phi tại 13 hộ thuộc 4 thôn khu ở các địa phương Móng Cái, Uông Bí, Vân Đồn với tổng số 46 con lợn ốm chết buộc phải tiêu hủy. Từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 8 tháng 8 cũng phát sinh 8 ổ dịch bệnh dại động vật trên địa bàn các huyện Hải Hà, Đầm Hà, Bình Liêu, Ba Chẽ và đã có một người tử vong vì bệnh dại. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Ninh cho biết, đến nay hầu hết các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh này đều đã mua sắm đủ loại vaccine cho hết năm 2023 và triển khai tiêm phòng cho gia súc, gia cầm. Cùng với đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y còn tăng cường cung cấp hóa chất vôi bột cho các địa phương xuất hiện các ổ dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Việc kiểm soát vệ sinh thú y ở các điểm giết mổ gia súc, gia cầm cũng được chú trọng hơn. Việc quản lý, ngăn chặn động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu không rõ nguồn gốc cũng đang được tăng cường, giúp địa phương từng bước khống chế, kiểm soát dịch bệnh. Những tháng đầu năm 2023, tốc độ phát triển của ngành chăn nuôi tỉnh Tiền Giang tương đối nhanh nhưng chưa bền vững. Hiện Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh này đang nỗ lực tìm mọi giải pháp phát triển chăn nuôi theo hướng giảm chi phí sản xuất để tăng lợi nhuận cho người chăn nuôi, nhất là kiểm soát tốt, phòng chống hiệu quả dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Để kiểm soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi, hệ thống thú y các cấp trong tỉnh Tiền Giang thường xuyên thực hiện tiêm phòng vaccine cho vật nuôi. Sau khi có công dân, đến thời điểm hiện tại thì tỷ lệ tiêm phòng hai loại vaccine, vaccine cúm trên đàn gia cầm và vaccine lở mồm móng trên đàn gia súc của huyện Chợ Gạo đạt tỷ lệ đều trên 75%, thì góp phần trong công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Thì hiện nay trung tâm cũng vẫn là tiếp tục triển khai công tác trên đến cuối năm 2023.
thì để góp phần cái phát triển cái ngành chăn nuôi trên địa bàn huyện Chợ Gạo bền vững. Trại gà quy mô lớn của anh Lê An Bình ở xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang có tổng đàn hơn 300.000 con, chuyên nuôi gà đẻ trứng nên vấn đề tiêm vaccine phòng các bệnh do virus là ưu tiên hàng đầu. Về loại vaccine thì hiện tại thì em đang sử dụng các loại vaccine H9 và H5 và do Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tiền Giang khuyến cáo là khi sử dụng thì đàn gia cầm đẻ bên em thì nó luôn đạt được năng suất ổn định và cái thời gian đẻ đỉnh thì lúc đỉnh thì nó sẽ đạt được khoảng từ 93 đến 94% và cái đỉnh trứng nó sẽ được kéo dài. Không thuận lợi như chăn nuôi gà, thời gian qua chăn nuôi lợn bị áp lực bệnh dịch tả lợn châu Phi, cùng với áp dụng giờ vàng cuối năm 2022, ba trại lợn ở huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây và Cai Lậy đã phối hợp với các đơn vị hữu quan tiêm thử nghiệm vaccine dịch tả lợn châu Phi Navet và đến nay vaccine thương mại này phát huy tốt hiệu quả. Cho heo đúng đối tượng thì có thấy phát hiện là khoảng 10% heo sau một tuần tiêm có khả năng như gây cái đáp ứng miễn dịch thì có thấy heo có thể nó hơi sốt nhẹ và nó hơi ngơi ăn, nhưng tuy cái điều đó cũng không có gì để quan tâm, sau 1-2 ngày thì heo nó hồi phục trở lại bình thường và ăn uống lại tốt. Cũng như các loại vaccine khác, khi sử dụng vaccine dịch tả lợn châu Phi, người chăn nuôi cần tuân thủ khuyến cáo của ngành thú y và đơn vị sản xuất thì mới bảo hộ được bệnh cho vật nuôi. Đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi thì trước khi tiêm, bà con cần chăm sóc cho lợn khỏe mạnh, tiêm cho lợn từ 8 đến 12 tuần tuổi hoặc tiêm cho lợn nái trước phối giống 1 tháng để phát huy kháng thể, kháng bệnh trong sữa lợn mẹ cho lợn con sau sinh, nhất là cần kết hợp với chăn nuôi an toàn sinh học. Được đánh giá là một trong những loại quả xóa nghèo, nhưng những năm gần đây do những diễn biến bất thường của thời tiết mà sản lượng thu hoạch thảo quả tại tỉnh Lai Châu không đạt, thu nhập giảm, nông dân càng trở nên khó khăn hơn. Xã Quynh Há, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu là địa phương có diện tích trồng thảo quả lớn của tỉnh này. Năm nay thời tiết nắng nóng khô hạn kéo dài, đúng thời điểm thảo quả ra hoa khiến nhiều diện tích cây trồng bị khô héo. Sản lượng thảo quả thu hoạch giảm sút, mặc dù giá bán cao nhưng vẫn không bù lại được sản lượng bị thiệt hại. Ước tính số tiền thất thu do mất mùa của bà con lên đến hàng tỷ đồng. Địa phương này đang tuyên truyền vận động bà con chuyển một số diện tích đất kép hiệu quả sang trồng chè, chanh leo để có sản phẩm được đa dạng hơn. Giá cà phê ngày hôm nay ngày 25 tháng 10 trong nước tiếp tục tăng, cao nhất ở mức là 61.300 đồng một kg, trong khi giá cà phê thế giới ghi nhận tăng giảm đan xen. Tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum, giá cà phê hôm nay ở mức 61.000 đồng một kg, Đắk Nông 61.100 đồng một kg, Lâm Đồng ở mức 60.400 đồng một kg, Đắk Lắk giao động trong khoảng từ 61.200 đồng đến 61.300 đồng một kg. Trên thế giới, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11 năm 2023 trên sàn London giảm 0,79% so với cuối phiên trước, ở mức 2.624 đô la Mỹ một tấn. Sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12 năm 2023 tiếp tục lên mức 167 cent trên một bao, sau khi tăng 1,15%, tương đương 1,9 cent một bao so với cuối phiên liền trước. Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê biến động theo xu hướng tăng. Yếu tố thời tiết không thuận lợi tại các vùng trồng cà phê chính của Việt Nam sẽ khiến thu hoạch vụ cà phê mới 2023-2024 chậm lại.